Anh Dũng, giờ này nhìn máy tính riết á, nên mắt em kém quá. Chắc em phải bổ sung ăn nhiều rau củ quả để tăng cường vitamin A đúng không anh? Vitamin A thì ăn thua gì? Có cách nhanh chóng sáng mắt hơn nhiều. Là cách gì vậy anh? Cưới vợ đi, lấy vợ rồi thì mắt sáng hơn hẳn. Hay vậy anh? Nhưng em chưa hiểu á. Để anh giải thích cho nghe. Ngày xưa anh đi chơi có bao giờ anh nhìn đồng hồ đâu. Nhưng mà từ khi lấy vợ rồi á, là đi đâu cũng nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, xem mấy giờ để đón con về nhà cho đúng giờ. Vợ đi cắt tóc, dù chỉ cắt ngắn một chút thôi, anh cũng phải ráng nhận ra sự thay đổi rồi khen. Không khen là giận đó. Ngày đèn đỏ, vợ mọc cục mụn nhỏ xíu, anh cũng phải ráng nhìn cho ra để chứng tỏ quan tâm tới vợ. Trước kia anh chỉ cần biết màu đỏ là đỏ, màu hồng là hồng. Từ ngày có vợ, anh phải phân biệt đỏ đất, đỏ gạch, hồng phấn hay hồng cánh sen. Vợ nhờ mua son mà mua sai màu là ốm đỏ. Chăm chú nhìn kỹ từng ly từng tí nên mắt sáng rõ lắm. Trước đây phung phí tiền bạc, giờ sáng mắt hẳn, biết quý trọng từng đồng. 50.000 vợ phát mỗi ngày, phải cân nhắc sao cho đủ ăn sáng, cà phê, đổ xăng. Có hôm vợ còn quên cho. Ngày xưa nào có biết sợ ai, ba mẹ nói có khi còn cãi lại. Giờ có vợ rồi, sáng mắt ra mới biết là không được cãi. Vợ nói là phải nghe, vợ có nói sai cũng phải im lặng vâng dạ. Khi còn độc thân, thằng bạn nhậu chung bị vợ gọi về. Ra tới bãi giữ xe rồi á, mà nó còn nghe giọng mình lèm bèm. Cái đồ sợ vợ, mất hết chí khí. Giờ sáng mắt ra, vợ chưa gọi đã vội về ngay cho kịp giờ điểm danh. Trước đây còn phung phí thời gian cho việc tụ tập bạn bè chém gió, nghe nhạc xem phim. Giờ quý trọng từng phút từng giây, chỉ mong sao có đủ thời gian để hoàn thành tất cả những việc lặt vặt mà vợ sai. Không sáng mắt sao cho được, khi mà đang thiêu thiêu ngủ, vợ khiều khiều: làm một hiệp đi anh. Dù tối cỡ nào cũng phải ráng căng con mắt ra mò tìm lỗ chui vào. Bắn mà chật thử xem, vợ dựng lên là bầm con mắt. Giỡn gì thì giỡn, chứ vụ trả bài vợ nghiêm túc lắm. Làm mà không khéo, vợ cằn nhằn cả ngày hôm sau chứ chả chơi. Người ta nói tình yêu là mù quáng, hôn nhân sẽ làm bạn sáng mắt ra. Cứ lấy vợ đi, tự nhiên sáng mắt liền à. Trời ơi, vợ đáng sợ vậy hả anh? Đàn ông á, sợ ma thì mới đáng xấu hổ, chứ sợ vợ thì không. Ngày xưa anh sợ ma lắm, nhưng từ ngày lấy vợ, thấy ma không có gì đáng sợ nữa.